đến với bản tin nhanh tết ngày hôm nay. Và bây giờ hãy cùng xem chúng ta có gì. Điện thoại sử dụng AI có thể chuẩn đoán được người dùng có mắc Covid-19 hay không thông qua tiếng hò. Samsung đăng ký bằng sáng chế cho Galaxy Z Fold 3 tích hợp Book S Pen. Samsung đã chính thức cho ra mắt chiếc Galaxy M51 tại thị trường Việt Nam. iPhone 12 liệu đã là bước đột phá mới cho Apple từng nói. Độc đáo ý tưởng máy tính line máy tính bảng mới của Lenovo. Liên minh điện thoại mobile cho ra mắt phiên bản giao diện, lối chơi tương tự bản PC. Trong tình hình hiện tại, dịch bệnh SARS-CoV-2 vẫn là mối quan tâm của nhiều nước trên thế giới. AI do các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts phát triển có thể chẩn đoán người nhiễm Covid-19 thông qua âm thanh ho, ngay cả khi họ không có triệu chứng gì thông qua một ứng dụng trên điện thoại. Sự khác biệt giữa tiếng ho của người khỏe mạnh và bệnh nhân nhiễm virus rất nhẹ nên tai của chúng ta không thể nhận ra. Sử dụng dữ liệu từ hàng chục nghìn mẫu ghi âm tiếng ho, lời nói và thuật toán riêng, AI của nhóm nghiên cứu đã có thể làm được việc này. Theo Engadget, công cụ của MIT bao gồm 3 mạng lưới thần kinh nhân tạo có nhiệm vụ khác nhau, một bộ phận đo cường độ âm thanh, một theo dõi trạng thái cảm xúc. Trong khi đó, thành phần thứ 3 ghi nhận thay đổi hoạt động của phổi và hệ thống hô hấp. Sau đó, các nhà nghiên cứu kết hợp dữ liệu thu được với thuật toán cho ra thông tin đầy đủ về sức khỏe. Không dừng lại ở thử nghiệm lý thuyết, các nhà khoa học đang phát triển một ứng dụng thân thiện với người dùng dựa trên công nghệ này, có thể được sử dụng như một công cụ sàng lọc sớm. Bạn chỉ cần ho và điện thoại mỗi ngày để xác định nguy cơ nhiễm Covid-19. Kết quả chẩn đoán dựa trên tiếng ho chưa thể khẳng định chắc chắn là có nhiễm virus SARS-CoV-2 không, nhưng đây là kênh tham khảo quan trọng. Nhóm nghiên cứu hy vọng công nghệ mới có thể hỗ trợ hiệu quả trong cuộc chiến chống lại Covid-19, bên cạnh những phương pháp xét nghiệm truyền thống. Theo Gimodo, từ trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các bác sĩ đã nhận thấy mối quan hệ giữa tiếng ho và sức khỏe của người bệnh. Một số nhóm nghiên cứu đã phát triển AI chẩn đoán các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi và hen suyễn từ âm thanh. Đế chế công nghệ Samsung vừa có động thái đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thế giới trong vài tháng trước về một bằng sáng chế cho một thiết bị màn hình gập của hãng này sẽ được kết hợp Book Stylus. Ứng cử viên sáng giá chính là Galaxy Z Fold 3. Nexco Digital đã phát hiện một bằng sáng chế mới mà Samsung đã đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Thế giới vào tháng 4. Bằng sáng chế này đã mô tả một thiết bị màn hình gập được tích hợp Book Stylus bên trong, và đó chính là tích hợp chiếc Book S Pen của dòng Galaxy Note vào trong chiếc smartphone màn hình gập. Rất có thể sẽ là chiếc Galaxy Z Fold 3 ra mắt trong năm 2021. Trước đó cũng có thông tin rò rỉ rằng Galaxy Z Fold 3 sẽ được trang bị một lớp kính siêu mỏng Ultra Thin Glass dày hơn để có thể chịu được áp lực của Book S Pen mà không làm hỏng màn hình. Cũng có thông tin cho rằng chiếc Book S Pen của Galaxy Z Fold 3 sẽ khác so với Book S Pen của Galaxy Note 20. Book S Pen của Galaxy Z Fold 3 sẽ sử dụng công nghệ tĩnh điện chủ động. Còn Book S Pen của dòng Galaxy Note từ trước đến nay vẫn sử dụng công nghệ cộng hưởng điện từ, không yêu cầu nguồn điện bên ngoài cho bút. Lý do là vì công nghệ AES chỉ yêu cầu một cảm biến duy nhất cho cả bút và màn hình, vì vậy sẽ phù hợp hơn với thiết kế của màn hình gập trên Galaxy Z Fold 3. Công nghệ AES cũng được Apple sử dụng trong Apple Pencil, và chiếc bút này sẽ cần phải được sạc pin để có thể sử dụng. Ngoài ra, Galaxy Z Fold 3 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên của Samsung được trang bị cảm biến camera selfie ẩn bên dưới màn hình. Nhờ đó, chiếc smartphone này sẽ có màn hình hoàn hảo 100%, không có bất kỳ vết đục lỗ nào như thiết kế Infinity O của Samsung. Và với những thay đổi này, liệu Samsung có muốn thay thế hoàn toàn dòng Galaxy Note bằng Galaxy Z Fold hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Hôm nay ngày 2 tháng 11, Samsung đã chính thức cho ra mắt một chiếc Galaxy M51 tại thị trường Việt Nam. Ưu điểm của chiếc smartphone này tới từ cụm 4 camera chính cùng viên pin dung lượng lên tới 7000 mAh, lớn nhất từ trước tới nay mà Samsung trang bị cho dòng Galaxy của mình. Galaxy M51 có thiết kế tương đối giống với người anh em của mình là chiếc Galaxy A51 hoặc là chiếc Galaxy A71 đã ra mắt từ hồi cuối năm ngoái. Do có viên pin dung lượng lớn nên Galaxy M51 tương đối dày, lên đến 9.5mm. Tuy nhiên, nên tổng thể máy không quá nặng khi tầm trên tay, khoảng 213g. Galaxy M51 được trang bị cùng 4 camera chính ở mặt lưng. Ngoài thiết kế camera giống Galaxy A51 hoặc là A71 thì thông số của 4 camera cũng giống hệ A71, bao gồm một camera góc rộng là 64MP f1.8, một camera góc siêu rộng là 12MP f2.2, một camera macro chụp cận cảnh 5MP f2.4 và một camera đo chiều sâu là 5MP. Và dung lượng pin cũng là một trong những ưu điểm của chiếc Galaxy M51 này, bởi máy được trang bị viên pin 7000 mAh. Kết hợp với khả năng tối ưu hóa trên nền tảng One UI mới thì M51 sẽ là chiếc smartphone phù hợp để các game thủ có thể cày run không ngừng nghỉ.
Galaxy M51 cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W cho khả năng sạc đầy pin chỉ trong vòng 115 phút. Máy có hai tùy chọn màu sắc đó là đen huyền bí và trắng thanh khiết. Mức giá bán lẻ đề nghị là 9,49 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng trong 4 ngày đầu mở bán, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11. Thanh Vy ơi, em đang dùng điện thoại nào vậy? Cái iPhone mới ra chị thì nó chỉ gấp đôi điện thoại của em đang xài thôi. À, iPhone em cũng đang dùng 6 hả? Ờ, nhưng mà em có biết không, iPhone mới ra nó được mọi người săn lùng rất là nhiều luôn. Trời ơi, chị đang rất là ghiền. Đó, nhưng mà thôi em cũng không có ham. Tại vì iPhone 12 tuy là dòng sản phẩm được gây bão trong thời gian mới đây, nhưng mà những thay đổi về mặt kiểu dáng đã khiến nhà táo này chút phiền phức. Đó là nhiều người dùng phản ánh thiết kế mới này khó cầm và viên kim loại sẽ gây đau tay, thậm chí là có vài người còn bị đứt tay nữa. Và nay thì các game thủ cũng đã lên tiếng cho rằng viên Qualcomm 12 cũng không được như kỳ vọng. Hey, Apple cũng khẳng định thời lượng sử dụng trên thực tế của iPhone 12 và iPhone 12 Pro vẫn tương đương so với iPhone 11 và iPhone 11 Pro, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Trong một thử nghiệm duyệt web, iPhone 12 Pro có thời lượng sử dụng pin lâu hơn iPhone 11 Pro khoảng 4 giờ. iPhone 12 cũng có thời lượng pin lâu hơn iPhone 11 khoảng 1 giờ. Trong thử nghiệm phát video trên YouTube thì iPhone 12 Pro nhỉnh hơn một chút so với iPhone 11 Pro, còn iPhone 12 lại kém hơn cả iPhone 11, mặc dù hơn 6 giờ phát video YouTube không phải là một con số quá tệ. Và điều đáng ngạc nhiên lớn nhất có lẽ là trong thử nghiệm chơi game 3D, cả chiếc iPhone 12 và iPhone 12 Pro chỉ có thể kéo dài khoảng 3 giờ chơi game, kém hơn rất rất nhiều so với dòng iPhone 11 và chiếc iPhone 11 Pro. Nhưng mà có một điểm đáng chú ý khác bù lại, đó chính là lớp kính Ceramic Shield của dòng iPhone 12 được ước tính là có độ cứng và chống sức gấp 4 lần thế hệ trước. Liệu mặt kính sẽ ra sao khi rơi ở độ cao khoảng 3m? Để em nói chuyện nha, đó là màn hình Ceramic Shield trên iPhone 12 và iPhone 12 Pro được Apple tuyên bố là có độ bền tốt hơn gấp 4 lần khi rơi. Và để kiểm tra thì OnStay Rotation Plan đã đưa ra hai mô hình này qua một loạt thử nghiệm về khả năng chống vỡ và ghi nhận lại kết quả như sau. Đó là ở cuộc thử nghiệm đầu tiên đã thả rơi xuống vỉa hè ở độ cao là 1,8m. Chiếc iPhone 12 này đã bị nứt nhẹ ở các phần góc, viền của máy cũng bị chảy xuống chút ít. Và theo OnStay thì kết quả này sẽ tốt hơn đáng kể so với người tiền nhiệm của iPhone 11 và Samsung Galaxy S20. Và đối với chiếc iPhone 12 Pro thì thiết bị này đã bị nứt ở nửa dưới của màn hình, nhưng không có bất kỳ trục trặc hay hư ổng nào. Những người thử nghiệm cho rằng độ bền của máy được cải thiện nhờ vào thiết kế phẳng. Nhưng mà trong khi đó, mặt lưng của chiếc iPhone 12 Pro đã bị vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, thiệt hại không phải là nghiêm trọng vì thiết bị này dường như vẫn hoạt động bình thường sau khi va chạm. Cả iPhone 12 và iPhone 12 Pro đều bị chảy xước, đặc biệt là ở dọc theo các phần góc của chúng. Và cuộc thử nghiệm thứ hai đó là khi Everything Apple Pro thả ở độ cao 3m thì cả hai iPhone 12 và 12 Pro đều bị vỡ mặt sau. Nhưng còn mặt trước thì chỉ có iPhone 12 bị vỡ. Và điều này đã chứng minh rằng Apple đã thực sự làm cho mặt kính của mình mềm hơn gấp 4 lần. Wow, thật là xịn sò lắm luôn. Nhưng mà để chị nói cho em nghe, cũng có một hãng công nghệ có thiết kế ấn tượng không kém, nhưng mà không phải về mảng điện thoại đâu, mà là về laptop, MacBook nó. Thì đó chính là Lenovo. Lenovo đã gây ấn tượng với thiết kế máy tính bảng lai, máy tính xách tay linh hoạt. Và nhiều người đang tự hỏi liệu công ty sẽ làm gì tiếp theo. Điều này được đưa ra bởi nhà thiết kế Jaleber Control khi ông hình dung ra một mô đun kết hợp giữa máy tính xách tay và máy tính bảng, giúp cho các quảng cáo có cảm hứng hơn và mang đến cho họ một công cụ tiện dụng. Sản phẩm có bản lề riêng trên máy tính bảng, cho phép máy có thể thay đổi kiểu dáng tùy thuộc vào nhu cầu. Vì vậy, ngoài việc gắn bàn phím, người dùng có thể gắn một bộ trộn một máy tính bảng hoặc là nhiều module khác. Các module cũng sẽ khớp vào nhau giống như bộ sạc trên cổng điện thoại, và chúng sẽ truyền năng lượng từ thành phần này sang thành phần tiếp theo. Cốt lõi của ý tưởng này là làm cho các bản lề và phần đính kèm tồn tại trong một thời gian dài, vì người dùng sẽ liên tục tiếp xúc với ma sát khi gắn hoặc là tháo các module. Kết quả là trông khá trang nhã và có bàn vi trục lớn cùng rất nhiều điều khiển DJ trên phụ kiện chuyên dụng. Và thêm một thông tin khác cho các game thủ chúng ta đây, đó là trừ lối chơi được điều chỉnh để phù hợp với mobile, không có quá nhiều sự khác biệt đáng kể giữa tốc chiến và phiên bản liên minh điện thoại trên máy tính. Phong cách thiết kế giao diện chính của tốc chiến sẽ giữ nguyên so với phiên bản PC, từ tông màu chủ đạo đến phông chữ icon. Tuy nhiên, vẫn thấy được sự tinh giản sao cho phù hợp với người dùng mobile. Và bốn vị tướng phổ biến của thế giới liên minh điện thoại xuất hiện ngay trong giao diện, đó là Yasuo, Jinx, Lyran, Lux. Tiền tệ trong game được gọi là Lumos, tinh hoa lam, và Borokon, bánh Boro. Trong khi đó, tiền được người chơi nạp vào là Warcraft, căn nguyên tốc chiến. Vẫn là 5 chế độ chơi trong game gồm đấu hạng, đấu thường, đấu với máy, đấu tập và đấu tùy chọn. Các chế độ đều đi theo công thức chung, chọn tướng, diệt lính và phá hủy nhà chính. Tuy nhiên, mỗi chế độ lại phục vụ mục đích và nhóm người chơi khác nhau.
Còn bản chọn tướng vẫn giữ được giao diện quen thuộc với gamer Liên Minh Huyền Thoại bản PC, có tổng cộng là 49 tướng trong bản Open Beta. Sự khác biệt của tốc chiến so với bản PC thể hiện rõ ở giao diện bản chọn skin. Vị tướng của người chơi sẽ nổi bật với đồng đội khác trong team. Và điều đặc biệt là nếu bật chế độ Ultra High Graphics thì mọi chất liệu hình ảnh trong tốc chiến sẽ cực kỳ sắc nét và chi tiết. Từ bụi cỏ, lính, hiệu ứng kỹ năng, hiệu ứng di chuyển và ngoại hình của tướng vẫn đều sống động. Nhà chính giờ đây cũng không còn ba trụ bảo vệ. Tuy nhiên công trình này được bù lại khả năng tự động tấn công kẻ địch khi bị xâm phạm. Biểu tượng chiến thắng quen thuộc sau một game đấu căng thẳng được giữ nguyên ở phiên bản mobile. Bản thống kê cũng thể hiện đầy đủ thông tin đặc tính như trên PC. Có thể thấy, trừ lối chơi được điều chỉnh để phù hợp mobile, không có quá nhiều sự khác biệt đáng kể giữa tốc chiến và phiên bản Liên Minh Huyền Thoại trên máy tính. Tuy nhiên, nếu so với Liên Quân Mobile, độ khó của tốc chiến cao hơn hẳn. Thực tế, để leo được từng cấp bậc trong đấu hạng trò chơi của Riot, người chơi sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và thông tin vừa rồi, Thanh Vy cung cấp cho các bạn cũng đã kết thúc bản tin trang các ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì chắc là... Xin chào và hẹn gặp lại! Bye bye! Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé!